Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ. Thật sự là ấn tượng ha. Thật sự ấn tượng đã chưa? Thành phố Cần Thơ đấy. Đây những cao ốc màu hay. Thực sự là tuyệt vời. Đây. Đây là những cao ốc ra. Đây. Để tham quan một vòng chợ đêm có bán cái gì cho mọi người coi ha. Ở đây bán đủ loại các mặt hàng gia dụng. Đây là quán nước. Ăn phải đá banh. Người dân ở đây rất là sung sướng. Đây những mặt hàng giày dép bán chợ đêm. Thực sự là ấn tượng chưa? Mà còn xa lắm, tôi thì không có đi xa, tôi chưa quay lướt qua cho mọi người thấy. Đây là chợ đêm Ninh Kiều nha, đủ loại các mặt hàng tạp phẩm, được chưa? Cắt o cắt mỡ kìa, bận đồ đẹp chị Diễu Hạnh. Chị Diễu Hạnh đây có một cái quầy cá gì đây, đại khái là cũng đồ ăn vặt. Rất là đẹp nha mọi người ha. Đây có cái xe điện để chở khách du lịch. Thực sự là ấn tượng ha. Được chưa? Đây là cô gái nữ tài xế nha. Nữ tài xế luôn nha. Nữ tài xế chở khách du lịch đi tham quan luôn nha. Những chiếc xe điện. Đây là chiếc xe điện nha. Của thành phố. Ôi trời ơi. Thôi chắc tôi đi kiếm đất đai tôi mua ở đây, xong rồi tôi ở đây luôn, quá vui quá. Ở đây đêm vui lắm. Đẹp, cực kỳ đẹp. Không gì phải nói nữa. Ok. Có gì nữa tôi quay nữa nha. Chút xíu tôi live stream.